Rồi, đây chú ý lại một lần nữa nè. Mấy thầy nó đang bị problem mấy chỗ mà dây sạc nữa. Rồi, chú ý lại một lần nữa cách mình làm. Các bạn tạo ra cho thầy một cái file Excel. Cái file Excel thầy gửi cho các bạn luôn rồi, có cần tạo, các bạn chỉ thay thế thôi. Như vậy chỗ này các bạn, cái email số 1 là các bạn để im nè. Các bạn thay email từ email 1, 2, 3, 4, 5, 6 này là bằng 6 cái email của những người bạn xung quanh. Được chưa? Rồi, sau khi mà các bạn thêm đủ cái email này vào và các bạn đánh dấu là mình gửi cho bạn này là tu, gửi cho bạn này là CC, gửi cho bạn này là BCC. Xong cái file Excel. Các bạn sẽ vào mail của các bạn. Các bạn sẽ new một cái mail mới. Được chưa? New một cái mail mới. Và cái chỗ mà subtract á, cái chỗ mà subtract này nè. Các bạn copy cái này bỏ vô. Subtract. Các bạn chỉ thay cái thông tin của các bạn ở đây, ví dụ như thầy là 00123.quangbinh. Và ở chỗ người nhận thì thứ nhất là trong cái file hồi nãy mình ghi là tqbinh@gmail.com. Được chưa? Và các bạn thêm hai cái email của bạn mình. Email 1, email 2 vào đây. Nãy mình mới đưa đó. Tiếp tục đối với CC, các bạn cũng đưa hai cái địa chỉ email của mình là email 3, email 4 vào đây. Đối với lại BCC, mình để là email 5, email 6. Được chưa? Được không nào? Rồi, ở dưới này nội dung là tùy các bạn ha. Nội dung tùy các bạn ghi nội dung vô đây. Rồi sau đó thì các bạn tắt file, thêm cái mail vào. Và các bạn chọn cái file mà hồi nãy mình làm Excel á. File Excel, chọn Open. Được chưa? Rồi các bạn tắt xong thì các bạn sẽ send mail. Rồi thầy dừng ở cái đoạn send mail. Tí nữa thầy sẽ quay tiếp cái đoạn là kiểm tra mail. Được chưa? Rồi.